chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình được rất thêm một cái bom bây giờ mình được cá sấu vậy. Bụng rồi ế mình ra cũng tức chút chiếu luôn á. Ôi ôi mày bự quá, mày ăn tao được có nhiêu dinh dưỡng đâu không, ăn tao làm gì, ăn tức đi. Ôi trời má ơi, ụt bơm à mày. Ôi ủa vậy là chết mẹ đó hả? Trời ơi tướng ba ghê lắm. Ủa mấy ta Raccoon tướng gì chứ, gì chứ dữ vô. Xin lỗi mày, ngày xưa tao là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, chẳng qua là hả bơi với ông cống là tao chưa quen thôi. Hay mấy con này làm gì khó được anh. Anh giả bộ ơi, quan trọng là anh dụ chú vô cái ống gà để anh bắn thôi chứ. Trời má này dễ gì đánh lừa được anh. Ờ thí dụ mà bơi dưới nước cống vậy rồi lát có được đi tắm không ta? Cái này có cái khúc mà được đi tắm không? Hai đứa mình tắm chung rồi ha em ha. Chứ bây giờ thúi quá làm sao mà ăn nhau đây. Bây giờ chạy mà đổ mồ hôi mà trộn với nước cống mà mùi cứt với mùi rác nữa, trời nó thôi. Wow, một cái mùi gì đó nó không thể diễn tả được các bạn à. Nó khó nói lắm. Tính không đi ra luôn hả má? Ôi, ai vậy? Bà này là Agnes hả? Agnes Birkin. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải phá hủy nó. Chúng tôi tới đây để tìm virus G. Chết bà. Phi tan bằng chất, đứng lại. Đồ. Leon bị zombie cắn, bị Licker cào biết bao nhiêu phát mà bây giờ bắn con cái nằm mẹ rồi. Đồ ai ra đẹp mày. Ồ gỡ mắt kiến ra đẹp liền. Vì nãy đeo mắt kiến làm gì mẹ? Trời tranh thủ người ta bị thương cái thay đồ đồ. Không phải thay đồ cho bản thân, không thay đồ cho anh ta gì hết trơn. Ôi con zombie bị phá hủy rồi. Ngoại đa hot dữ. Wow. Trời đất ơi, bà đi tiêu diệt zombie mà bà mặt đầm giờ hội măng guốc. Sao chạy? Bây giờ còn đi đường ấm cống nữa chứ. Quỳ cái gì? IMF Visualizer rút ra và để hack. Gì đây? Đồ. Trời ơi, cái góc quay gì mà đưa cái đít vô mặt người khác vậy?
đi bắn zombie có cần phải bận đầm mà phải mặc quần độn đít như vậy không? Không biết dán ở đây nó đang có quần què gì nó bự ghê thiệt. Đúng là dán mà nó bị nhiễm phóng xạ đó các bạn. Ê, ui. Tìm cái ID wristband là cái vòng đeo tay các bạn. Vòng đeo tay để làm gì đó chả biết, chưa biết để làm gì. Súng của Aida có chút xíu vậy ta. À, phải tìm cái đường dây điện để nói về đây. Thôi, néo rồi luôn. Ui, bà mẹ hết hồn. À, bà đây rồi. Bà nhìn trong kiến mà không thấy mình đó ta. Cái gương gì ngu vậy? Ở trong nhìn ra không thấy gì hết trơn. Sao tao nghe tiếng Mr. X nhỉ? Úi giời. Mr. X, đừng chết em. Mr. X, no. Đừng chết em anh ít ơi. Chết rồi, chưa gặt được. Mẹ bà. Bây giờ chơi mèo bắt chuột hả? Đừng thấy người ta ra thấy con gái người ta đẹp cái muốn ít nha. Chết bà rồi. Sao trốn? À, ơi. Rồi xong luôn. Má đẹp đẹp chứ nó cũng vọng à. Rồi. Quay cái quạt nữa. Ui. Yes. Hú dí. Ui. Có ngồi vậy không cha? À đâu. Đủ. Nhốt luôn. Mẹ. Chết rồi. Con chó nó chạy ra không ta? Ôi má, cái này là lò thiêu mà. Shit. Thấy mẹ rồi, mấy con zombie này nó có dậy không vậy? Ý, làm gì giờ? À, ủa, à, ủa, bây giờ làm gì? Sao gặt lắm vậy? Ủa, à, điện, chết rồi, còn 25 giây. Trời 16 giây. Thấy mẹ rồi. 10. Trời ơi. Ủa. Ba. 2. 1. Vậy luôn á. Trời.
hồi hộp với cứt. Má bận đầm đỏ xíu nữa nó nướng mẹ cái đầm. Đầm mua trăm gửi đó nha, phải là ghẻ tiền đâu, đầm có thương hiệu đàng hoàng á. Hãy nói cho tôi biết là chồng bà còn sống hay không. Là bà giết ổng luôn rồi, bà chiếm luôn cái thí nghiệm G rồi. Không bao giờ, tao không bao giờ giao cho mày cái con virus G đâu. Chết bà. Trời, gách cái vớ đùi của chị rồi. Shit. Oh shit. Trời đất ơi, trong lúc người ta chiến đấu chết bà luôn, ngồi đây bà ngủ. Bị cắn biết nhiêu, cào biết nhiêu, sống bây giờ bắn con viên đạn. Bà nhà bác học bắn nữa chứ. Chỗ bây giờ vết thương còn chưa lành mà bắt lội lội xuống cái dụng cức này. Ôi dồi ôi, thấy nó di khuẩn rồi nó vô ha. Quá trời. Hên là cái này còn ở nước ngoài, ở Việt Nam là hủy chết. Cái gì hộp giấy đồ lum vậy? Mà có tiếng vậy? Ý, sách kinh. Thôi quá. Ui, ui, trời, hết hồn. Con zombie cục tay đã già nua. Xuống dưới tắm luôn đi. Hỡi cho biết mùi đời em mà, nó đắng cay, nó thúi gùm vậy đó. Một cuốn phim. À, tao biết rồi. Con zombie này nó ta từng xem cái phim xét, xong rồi nó để lại cuốn băng, nó quay tay mà tới chết mà xúc cái tay ra luôn mà. Ghê thiệt. What the fuck? Mày đừng dụ tao. Mày đừng dụ tao. Ủa nhìn ghê hả? Má cuối cùng nó làm con gì vậy? Ủa gì đó? Trời đù. Thôi lụm làm gì? Mày xỉu liền. Ủa? Ủa đéo xì nhê luôn. Trời đù. À, điểm yếu ở đây. Mày có đùm chứng giái. Nuốt luôn cái lựu đạn đi con. Đó. Trời. Ý. Trời bây giờ ra con mắt nữa hả? What the fuck. Yeah. Ây da. Trời trúng độc luôn. What the fuck. Ôi má con gì kỳ.
don't like the sound of that. Tôi không thích âm thanh đó tí nào. Có nghe âm thanh của mẹ gì đâu xào xào. Ui, người đẹp ngủ bên đống rác. Phải cứu quả em mới được. Ok, thì mình đã mở được cái cửa này rồi. Mình đã giải được câu đố này rồi. Thì mình cũng mới vừa nâng cấp cái game của mình trở thành tiếng Việt. Mình thấy mấy bạn mà làm shop bạn làm được tiếng Việt đó, cái mình ủng hộ người Việt ngay, đào về ngay. Rồi mở cửa không được luôn. Thấy dịch cũng ổn đó, cho mấy bạn dễ đọc nữa. Nhiều khi mình dịch lẹ quá, mình dịch không kịp đó, các bạn không có được cái trải nghiệm tốt nhất đúng không? Đó thì mình ủng hộ người Việt. Rồi xong, vậy là mở cửa rồi, vậy là ra cứu được em Aida rồi. Khỏe. Trời ơi, what the fuck? Cái gì vậy? Trời. Con gì vậy? Who are you? No are you? No, thọ ta are you, ok. Who are you? Hình như đứng góc này là góc lắc rồi, nó quạo không có được. Ha! Đồ! Được nha. Bà mẹ tôi nói không rờ vú nha, rờ hoài. Rờ vú mà dai ghê vậy á, để móng tay vậy ai dám cho rờ. Ha đồ. Trời ơi! Chạy! Ơi. Nó đâu rồi? Ủa gì đây? Bấm nút. Không biết là làm cái gì nữa nhưng mà bấm nút đại. Trời, bây giờ nó biến hình luôn rồi. Đu. Ê, nó bị đau rồi. À. Mày vậy con? Ủa? Ây da, trời ơi. Chết tôi. Hên quá con chơi flash. Thì ra là ây da, sử dụng cái này để đẩy nó xuống nè. Hiểu rồi. À. Mẹ bà. Hên. Chép. Quỳ liền, đù. Trời giỡn chứ dao trong đây mạnh lắm nha. Ôi cái đó nó bắt chớn lâu vậy cứt luôn á. Ờ kẹp rồi. Mày. Yeah. Trời bây giờ nó hai đầu luôn. Quái vật hai đầu cu. À không, hai cái đầu quái vật. Ây da. Ê, hình như mình chỉ bị kiểu tuôn thôi chứ mình không mất máu. Nữa bắt quái. Tao chạy rồi mà. Đâm. Hình quá còn dao á. Chơi. Má hụt nữa rồi. Má dụ nó vô đây cũng khó mấy bộ. Ấy cho trả lại con dao đi chứ hết dao rồi. Khó gì?
Oh shit. Mày không chịu nằm xuống. Đó. Rồi rồi rồi. Win 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 win. Quỳ ơi quỳ ơi. À. Sao đứng dậy kịp. Bùm. Trời má nó đỡ lại luôn kìa. Yeah. Khỏe. Cuối cùng xong chùm. Hết hồn dí. Rồi vậy là cứu em Ada được rồi. Hả đúng căng thẳng luôn bà. Hả càng ngày càng té đái luôn. Ada ơi. Hello. Ủa tại sao máu rồi tuốt đằng kia. Cô lý với cứ không rút ra được. Không rút ra được để tôi rút vô. À không hả, để tôi rút ra. Quên. Trời rút ra cái nhẹ mà làm quá hà. Này cứ giống như là nhũng nhẽo với bạn trai vậy đó. Cái ớn thiệt. Trời dễ gì bỏ mặc được gái đẹp vậy mà. Đúng không? Chưa kịp ăn uống gì cũng còn đói bụng đồ. Sao đi được. Nó bây giờ bà đi guốc chi cho thấy mệt. Tự nhiên linh lịch bà làm như bà đi công tác cái linh lịch xàm quăng miếng hề trước mặt gái hay gì. Nói làm như là vui lắm vậy. Quái. Giờ hai đứa ôm bụng chết mẹ luôn. Chưa ăn giọng được gì hết. Giờ như đi hai như hai bà bầu. Rồi gôi mày. Như kỳ vậy. Tự nhiên kêu chân đau. Cái kè cho không chịu. Kêu dậy còn tệ hơn. Giống như là nó phát hiện ra là Leon rất là hôi nách. Kè vô là má hửi. Ghiền. Cười. Tao hơi nắc thì nó tới nhị thôi, làm gì với nó là kè là tồi tệ rồi. Ôi giời. Khùng điên mà trợn gì đâu. Đây là cái chuyến đi một chiều. Ủa cái tàu kỳ, tàu quần què gì đi có xuống không, không đi lên được hay sao? Đi tàu điện ngầm luôn.
đã dưới cống là nó ngầm rồi, còn giờ ngầm hơn cái cống nữa, má không biết xuống tới gì đây. Once we get the G virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Nó này giống như là điệp viên vậy đó. Trust me. Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help. Tự nhiên ra hỏi có tin không? Cái điên. Vậy tự nhiên hai đứa ở tìm cái virus G mà tự nhiên cái họ có tin tôi không? Finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Boom, my love. Cháu ngon lắm chứ. Hùng cái nữa ai? Hùng có một cái vậy? Ủa mà bữa giờ chiến đấu với zombie làm gì có phòng vệ sinh hả? Chắc là không đánh răng. Không còn make up là chắc có đánh răng đó. Lớp make up cũng còn dày lắm. Anh còn đẹp, son còn hồng lắm. Sao ha? Ở chiến trường zombie như thế này rồi má chỉ có mặt mộc thôi chứ làm đéo có đi xuống cống mà vẫn còn make up.